VinFast tại Mỹ bị giáng những đòn chí tử, nhà đầu tư Việt Nam sẽ dính chưởng ra sao? Vào ngày 8 tháng 5, một số tờ báo của Mỹ đưa tin chiếc ô tô điện VinFast gặp tai nạn tại Mỹ vào hồi tháng trước đã gặp sự cố về hệ thống lái trước khi vụ tai nạn xảy ra, khiến chiếc xe bị cháy và 4 người trong xe đã thiệt mạng rất thê lương. Hồ sơ từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ cho biết, ít ngày sau vụ tai nạn, có người đã nộp đơn khiếu nại nhà sản xuất ô tô điện VinFast với các chi tiết khá khớp với vụ tai nạn ở Mỹ vừa qua. Người viết đơn khiếu nại cũng cho biết, trước đây họ từng gặp vấn đề với việc vô lăng của chiếc xe bị lệch, tự động lái sang phải. Người này cho biết họ là chủ sở hữu chiếc xe và người lái xe gặp tai nạn là đồng nghiệp của họ. Tờ báo Mỹ cho biết chiếc xe VinFast gặp tai nạn ở Mỹ do bị trục trặc hệ thống lái. Tai nạn giao thông có thể xảy ra với bất kỳ phương tiện nào, thương hiệu nào. Tuy nhiên, điều khác biệt là nguyên nhân gây tai nạn do lỗi người điều khiển hay do lỗi nhà sản xuất. Nếu tai nạn nói trên là lỗi của nhà sản xuất, thì VinFast sẽ gặp rắc rối rất lớn. Ở nước Mỹ, nơi có nền tư pháp độc lập, không ai có thể mua bán bản án như ở Việt Nam. Để thoát tội ở Mỹ, bị đơn có thể thuê luật sư giỏi để bảo chữa, nhưng nếu có chứng cứ đầy đủ thì không luật sư nào có thể bảo vệ được. Vậy nên, dù VinFast có bung ra bao nhiêu tiền đi nữa, thì cũng chắc chắn sẽ gặp rất khó trong vụ này. Hiện nay, VinFast đang phải đối mặt với một loạt vụ kiện ở Mỹ, hai vụ kiện tập thể do các công ty luật ở Mỹ dẫn đầu nhắm vào việc thiếu trung thực khi đưa ra các thông tin kêu gọi đầu tư trên sàn chứng khoán Nasdaq của VinFast. Một đơn kiện của tập đoàn thép đa quốc gia về việc VinFast vi phạm bản quyền với hai bằng sáng chế mà công ty này đang sở hữu. Cổ phiếu của VinFast đang phải vật lộn để không bị thủng mốc 2 đô la. Trong tuần này, giá của cổ phiếu VinFast gắng gượng lên được trên 3 đô la, nhưng rồi lại rơi xuống sát mốc 3 đô la. Với những tai tiếng đang dồn dập đổ xuống, cổ phiếu của VinFast rất khó có thể trụ lại ở mức giá thấp như hiện nay và nó sẽ tiếp tục được cho rằng xuống đáy. Trên thị trường chứng khoán, VinFast bị kiện vì đưa thông tin mập mờ với mục đích lùa gà. Trên thị trường hàng hóa thì xe bị lỗi gây tai nạn chết người và bị kiện do ăn cắp mẫu sáng chế. Không những bị kiện tụng bủa vây khắp nơi, tình hình kinh doanh của VinFast cũng không sáng sủa khi hãng này đã bị thua lỗ triền miên, ngập trong nợ nần nhiều tỷ đô la. Phần lớn xe nhập khẩu vào Mỹ thì bị làm bãi, phơi sương, phơi nắng vì không bán được. Vậy VinFast thoát đường nào đây? Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng như con nghiện cờ bạc, bị kích thích bởi sự hiếu thắng và tính may rồi. Sau mỗi lần thua thì ông lại xuống tiền nhiều hơn, mong gỡ gạc được đôi chút. Nếu nói người đánh bạc đánh cuộc với nhà cái, thì ông Vượng đánh cuộc với thị trường ô tô toàn cầu. Sau khi thua tôi tả trên đất Mỹ, ông quyết định đổ nhiều tiền hơn vào Ấn Độ với hy vọng thị trường đông dân dễ tính này sẽ mang lại chiến thắng cho canh bạc của ông. Ông Phạm Nhật Vượng đang được một canh bạc đầy rủi ro tại thị trường ô tô điện của thế giới. Câu hỏi đặt ra là ông Vượng lấy tiền ở đâu ra để mở cược hàng tỷ đô la vào những canh bạc như thế? Câu trả lời là tiền từ VinGroup, bởi việc huy động vốn cho thị trường chứng khoán Nasdaq xem như đã thất bại hoàn toàn. Vậy câu hỏi phát sinh tiếp theo, VinGroup lấy tiền đâu ra để mà nuôi VinFast như vậy? Câu trả lời, tất nhiên là tiền từ nhà đầu tư tại Việt Nam, những người không được cơ chế minh bạch bảo vệ như các nhà đầu tư ở Mỹ. Thị trường Mỹ đang giáng những đòn chí tử vào VinFast và đòn đánh đó sẽ bay sang Việt Nam, giáng các nhà đầu tư chứng khoán đã lỡ mua cổ phiếu của VinGroup. Một khi hệ sinh thái của Vin sụp đổ, thì các nhà đầu tư sẽ mất trắng, còn tiền của ông Vượng thì gia đình ông ăn nhiều đời cũng chẳng hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin VinFast tại Mỹ bị giáng những đòn chí tử, nhà đầu tư Việt Nam sẽ dính chưởng ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Hiệp 1, tổng trọng chào thua hai Nhật. Hiệp 2, tổng liệu có quật nổi hay không? Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020,
Lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã tập hợp cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Cùng với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, Ban Thường vụ này đã sai phạm nghiêm trọng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Lúc đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận ông Hải đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Hình thức kỷ luật với ông Lê Thanh Hải là cắt chức vụ nguyên Bí thư Thành ủy và với ông Lê Hoàng Quân là cắt chức vụ nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vào năm 2020, ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã bị kỷ luật một lần. Kỷ luật cách chức vụ lại thực hiện đối với người không còn chức vụ thì đúng là một trò hề mà chỉ có những bộ óc siêu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam mới nghĩ ra được. Trên thế giới, không có quốc gia nào lại đi trừng phạt quan tham bằng cách cắt hết các chức vụ trong quá khứ của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng tự nghĩ ra khái niệm kỳ lạ, chức vụ nguyên lãnh đạo hợp thức hóa cho những trường hợp được ông tha bổng hoặc ông không thể kỷ luật vì quá cứng cựa trên chính trường. Nói thẳng ra, việc cách chức nguyên bí thư hay nguyên chủ tịch là sự thất bại trong cuộc đốt lò của ông vì không thể đụng đến đối tượng. Vào ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng Trần Cẩm Tú đứng đầu đã họp kỳ thứ 41. Nội dung kỳ họp này là thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực xem xét kỷ luật với các ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Lam Phong do liên quan đến những sai phạm tại vụ án Vạn Thịnh Phát và IEC. Được biết, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là ông Nguyễn Phú Trọng, phó ban là ông Tô Lâm. Không rõ ai trong hai người này chỉ đạo ông Trần Cẩm Tú thực hiện việc kỷ luật đối với ông, ba ông nêu trên. Kể từ đầu năm đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần cho đánh úp các quan chức, cả đương nhiệm và mãn nhiệm. Ông không cần thông qua quy trình kỷ luật của Đảng, nhiều khề mà thẳng tay bắt sống luôn. Nhưng lần này, cái đánh Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong lại diễn ra bài bản đúng theo quy định mà Tổng Trọng đã đề ra. Vì vậy, nhiều người suy đoán lần này có thể là do sự chỉ đạo của ông Trọng, chứ không phải của ông Tô Lâm. Thông thường, Tô Lâm nhắm vào những nhân vật đương nhiệm có khả năng cạnh tranh ảnh hưởng chính trị với ông và phe cánh Hưng Yên. Còn trong trường hợp này, các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong đều là những người đã hết thời, không còn khả năng đe dọa đến quyền lực chính trị của phe cánh Hưng Yên. Đây là một lý do khác để nhiều người tin rằng việc đánh vào nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong là do ông Tổng chỉ đạo. Này lại kỷ luật Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân một lần nữa. Nếu vụ việc là do ông Tổng chỉ đạo thì cơ hội thoát tội của ba người này cao hơn so với Tô Lâm chỉ đạo. Bởi nếu Tô Lâm ra tay thì có thể cho bắt ngay và bắt luôn, có thể bắt công khai hoặc bắt cóc chứ không cần thủ tục rườm rà. Vào hồi năm 2020, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã thoát án thì khả năng lúc này những người này có thể lại thoát án tù một lần nữa. Dư luận đang rất mong ngóng, chờ xem ông Tổng Bí Thư trừng trị thích đáng những ông quan tham một thời này, và đó cũng đang là áp lực đối với ông Tổng Trọng. Lần trước, ông Trọng đã dùng trò cách hết các chức vụ nguyên lãnh đạo để tha tội cho họ. Không biết lần này nếu muốn tha, ông Tổng sẽ cắt thêm cái nguyên nào nữa đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Tổng sẽ tung ra trò gì với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hiệp 1 Tổng Trọng chào thua hai Nhật, Hiệp 2 Tổng liệu có quật nổi hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de